Kính chào quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình tọa đàm được phát sóng ở trên kênh VTC9. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ đưa ra chủ đề đó là siết chặt hoạt động livestream kiếm tiền ở trên mạng xã hội. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và công nghệ thông tin, Internet phát triển thì hoạt động phát trực tiếp hay còn gọi một cách đơn giản đó là livestream ở trên các nền tảng mạng xã hội đã mở ra một cơ hội rất lớn cho nhiều người mua hay cũng như là bán hàng qua mạng. Đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như thế này thì phải nói là hoạt động này mọc lên như nấm sau mưa. Và không chỉ những cá nhân, những doanh nghiệp bán hàng mà ngay cả những dịch vụ khác như là chơi game thì họ cũng được chuyển tải qua các hình thức livestream ở trên mạng. Tuy nhiên thì trên thực tế, trong thời gian qua, việc livestream ở trên mạng xã hội đã dẫn tới rất nhiều những hệ lụy tiêu cực như là những chiêu trò lừa đảo hay cũng như những vụ bán hàng lậu, hàng cấm, tổ chức truyền bá tin giả, khiêu dâm hoặc là xúc phạm danh dự và nhân phẩm của các cá nhân tổ chức khác. Vì vậy mà trước những sự việc trên thì Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra dự thảo sửa đổi bổ sung về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng là hoàn toàn hợp lý và bổ sung được những khoảng trống pháp lý và hạn chế bất cập trong thực tế. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72 và 27 được kỳ vọng là sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện nhằm có thể tăng cường quản lý hoạt động và kinh doanh ở trên mạng xã hội. Và để có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời. Xin được phép giới thiệu tới quý vị và các bạn Thạc sĩ Hoàng Thị Anh Thư, hiện đang là Phó trưởng phòng Thanh tra Pháp chế Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông. Vâng, và khách mời thứ hai đó chính là Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, hiện đang công tác tại Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, chào quý vị khán giả, chào chị Anh Thư, chào biên tập viên. Và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời hai vị khách mời cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet, chị Vân có thể thường xuyên xem livestream trên mạng xã hội. Và qua hình thức này, chị đã đặt mua được rất nhiều mặt hàng mà không cần phải ra khỏi nhà, thực sự hữu ích trong mùa dịch Covid-19. Tuy nhiên, mặt lợi có nhiều nhưng đi cùng nó cũng là không ít chuyện dở khóc dở cười. Theo hàng quảng cáo mà họ chụp ảnh lên, họ livestream thì là một kiểu, nhưng đến khi tôi nhận về thì cái chất lượng sản phẩm so với giá tiền thì nó lại không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Vì vậy tôi cảm thấy khi mà nhận được hàng thì tôi cảm thấy khá là bức xúc. Thực tế, từ sự phát triển của công nghệ, nhiều người đã trục lợi để kiếm tiền trên livestream với nhiều hình thức như bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, thậm chí là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ, được quảng cáo là nhập từ Anh, Nhật Bản. Nhưng vỏ thùng ghi rõ Made in China khi chủ sở hữu khối hàng này chưa kịp thấy nhãn. Chúng đã được đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phát hiện. Điều đáng nói, những lô hàng như thế này chỉ là một trong nhiều vụ việc bị cơ quan chức năng lật tẩy khi đối tượng quảng cáo livestream trên mạng xã hội. Kinh doanh qua mạng thì thường không có đăng ký kinh doanh, như hàng hóa thì không có đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc. Để đảm bảo cái việc trên thì đội quản lý trường 17 của Cục Quản lý trường Hà Nội tăng cường phối hợp với các đơn vị công an an ninh mạng. Hiện nay, ngay cả những người nổi tiếng cũng đưa nhau giao bán hàng thời trang nhái các thương hiệu. Cửa hàng Quỳnh Quỳnh do vợ nghệ sĩ hài Lê Dương Bảo Lâm đứng tên đại diện và kinh doanh tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa bị phát hiện kinh doanh hơn 10.300 sản phẩm mỹ phẩm các loại. Trong đó có nước hoa giả nhãn hiệu Gucci, Chanel. Cửa hàng này đã bị xử phạt hơn 51 triệu đồng, đồng thời đình chỉ kinh doanh 2 tháng về việc giao bán hàng hóa không nhãn phụ và giả mạo nhãn hiệu. Ở đây là cái câu chuyện lợi dụng cái việc nổi tiếng của mình, lợi dụng cái tên tuổi của mình, có cái sức hút nhất định ở trong đời sống cộng đồng để thực hiện những hoạt động đó là hoạt động thương mại, hoạt động kinh tế, mưu cầu cái lợi ích lợi. Chúng tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện này cần phải chấn chỉnh. Không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực mà hình thức bán hàng mới này đem lại. Tuy nhiên, livestream cũng đã bộc lộ những lỗ hổng về chất lượng hàng hóa, đặc biệt là đối với sản phẩm được bán trên mạng xã hội chưa qua kiểm duyệt của các sàn thương mại điện tử và cơ quan chức năng. Xuất hiện trên các cái trang mạng mà xã hội cũng như là các livestream bán hàng như vậy, cái số lượng những người tiêu dùng cũng đã bị sa vào những cái bẫy như thế rất là nhiều. Cái mức xử phạt sẽ là phạt thấp nhất là 1 triệu đồng và phạt cao nhất là đến 100 triệu đồng
thì đó là cái chế tài hành chính. Nếu như cái số lượng hàng giả mà trị giá so với hàng thật là dưới 30 triệu đồng. Còn trong trường hợp là buôn bán hàng giả mà trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc là thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên thì những hành vi buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả như vậy sẽ bị xử lý hình sự theo điều 192 của Bộ luật hình sự năm 2015. Nhiều chuyên gia cho rằng với việc bán hàng trên livestream tràn lan, việc không thu được thuế của các cá nhân tổ chức kinh doanh online không chỉ gây thất thu thuế mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh không công bằng cho các loại hình kinh doanh khác. Dạ vâng ạ, không biết hai vị khách mời đã từng trải nghiệm những cái hoạt động mà mua bán hàng qua mạng xã hội như thế này chưa? Cái hoạt động mà livestream mà bán hàng trên mạng xã hội thì tôi thấy hiện tại nó đang có hai hình thức. Một là livestream với cái nội dung mà nó không liên quan đến bán hàng mà nói xấu người này người kia, đưa ra những cái chuyện vô thưởng vô phạt và kể cả những cái bình luận về những cái chính trị, và nó hết sức là mang tính chất nó mập mờ. Kể cả những cái chính sách an sinh của xã hội như chúng ta bây giờ đang có cái tiêm Covid ấy, nó không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà xảy ra của rất là nhiều nước. Ví dụ người ta đưa ra cái việc là nếu như chúng ta tiêm vaccine nó sẽ có tác dụng phụ là sẽ bị ảnh hưởng những cái đến sức khỏe. Đấy. Và thứ hai nữa là trong những cái đợt mà chính trị như Đại hội Đảng của Việt Nam hoặc là những cái bầu cử các nước ấy, thì cũng đưa ra những cái lời, những cái bình luận mà gây nghi ngờ. Và sau khi những cái nội dung như thế thì thường được gắn những cái quảng cáo để bán hàng những cái thương hiệu, từ cái loại hàng hóa thương hiệu có uy tín cho đến những cái hàng hóa mà chúng ta cũng còn chưa nhìn thấy lần nào và chưa được kiểm chứng về chất lượng và cũng được gắn vào đó. Thì cái đấy là một cái mà livestream để bán hàng theo cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là họ trực tiếp giới thiệu về những cái sản phẩm mà tôi nghĩ là chắc có khi anh Hà với cả chị MC là chúng ta còn chưa biết về sự xuất hiện của sản phẩm đó. Và cái người livestream thì cứ nói tràn lan là đây là chúng tôi sẽ cam kết là sẽ bán hàng thật cho các anh chị giao đến tận nơi và trả tiền sau khi mà xem sản phẩm. Nhưng thực tế thì chúng ta cũng biết là có nhiều cái câu chuyện mà nó giờ cười giờ khóc khi mà chúng ta mang hàng về là không thể dùng được. Và cho cũng không cho được. Và trả lại càng không trả lại được. Thế thì tôi nghĩ là về ngay cái nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa cũng không chuẩn. Và cái chất lượng thực nó không chuẩn. Đấy thì hiện tại là tôi thấy đang có xảy ra hai cái loại livestream mà để bán hàng mà kiếm những cái lợi nhuận mà chúng ta chưa kiểm soát được toàn bộ. Thế còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà thì sao ạ? Ui, cái này thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là nó cũng là trường hợp rất là vui đấy. Thực ra vì phía bản thân tôi cũng là đàn ông, nhiều khi mình bảo là mình mua dạo hay mua lang thang thì chắc là không bao giờ mình có. Vâng. Dù sao mình cũng có một tí kiến thức, tức là bản thân mình tự nghĩ mình có kiến thức, nhưng mà đúng là trong cái thời kỳ giãn cách, thời gian thì rảnh rỗi, nhiều khi chúng ta lên mạng vào tự nhiên là những cái trang được quảng cáo hay những trang là được họ mua những cái dịch vụ để mà có thể đến được với người tiêu dùng giống như tôi chẳng hạn, thì tự nhiên mình vô tình mình xem thôi, nhưng thực sự nó làm thay đổi cái hành vi mua sắm của mình thật. Nhiều khi mình biết cái này nó dớ vẩn lắm, cái này chắc nó không ra cái gì cả, nhưng mà đầu tiên thì nghe cho nó vui. Bởi vì như là chị Anh Thư nói, các cái người bán hàng họ rất là nhiều cách để mà có thể thu hút cái người xem giống như mình. Có thể là một người nổi tiếng giới thiệu về một cái sản phẩm, hoặc là họ đưa ra một cái thông tin nào đó gây sốc hay là gây chú ý của mình, sau đó họ lồng ghép vào cái sản phẩm họ muốn bán. Thì tự nhiên làm cho mình cũng từ cái việc tò mò cho đến việc là mình bỏ tiền ra mình mua. Và tôi cũng mua cái điều đó đấy, tôi cũng mua livestream và nhiều khi là cũng buồn cười lắm. Nhiều khi cũng dạ vâng, cái đó thì có lẽ là chị Anh Thư vừa mới chia sẻ rồi. Có lẽ là cái việc mà chúng ta mua bán mà chẳng biết họ ở đâu, chẳng biết họ là ai, thì cái sản phẩm mình mua về nhiều khi phải ôm hận đấy. Cái đó là có. Mong là anh chưa ôm hận bao giờ. Có đấy, có. Cũng phải mua đồ giả, đồ nhái cũng tương đối đấy, không ít đâu. Ở đây là một trong những vấn đề mà không của riêng ai khi mà mua qua mạng xã hội hay là qua hình thức livestream. Và điều đó cũng cho thấy cái vấn đề bất cập đầu tiên mà đối với người tiêu dùng đó là họ sẽ mua ở trên một không gian ảo mà thực sự là rất khó để có ai có thể bảo đảm an toàn về cái chất lượng mua hàng hay cũng như là về vấn đề giao dịch tiền mặt giữa cả hai bên. Nhưng mà bên cạnh đó còn có những vấn đề tồn động khác chúng ta có thể kể tên tới, như là việc nhà nước sẽ bị thất thu thuế bởi những cái đơn vị mà bán hàng online như thế này, hay là những cái nơi mà họ livestream như thế này, thực sự rất khó để chúng ta bây giờ có thể kiểm soát được nguồn thu này, đúng không ạ? Bên cạnh đó còn có những vấn đề khác, chẳng hạn như là nó gây xáo trộn thị trường bởi vì những mặt hàng chất lượng kém nè, rồi nó gây ra những cạnh tranh không công bằng.
Đối với những câu chuyện và những cái vấn đề cục bộ như thế này thì không biết là một góc nhìn của một người mà thích quan sát và có góc nhìn tổng quan thì thạc sĩ Hoàng Thị Anh Thư có đánh giá như thế nào ạ? Tôi thì tôi chỉ đứng ở cái góc độ mà tôi là vừa đóng vai là người hay theo dõi mạng xã hội và là người tiêu dùng. Mình trước mắt mình cũng là một cái người tiêu dùng. Thế thì tôi thấy thứ nhất là cái việc thất thu thuế là có. Đấy, trong thời gian gần đây thì các bộ ban ngành thì cũng có các cái cuộc mà ngồi họp với nhau để bàn về cái cách xem là làm thế nào mà để kiểm soát được cái việc thu thuế. Thì tôi nghĩ đầu tiên cái việc đó là chúng ta phải tách ra là người bán hàng trên mạng và cái người đưa cung cấp cái nội dung thông tin trên mạng để bán hàng. Đầu tiên là phải tính định danh của cái người đó nữa, đúng không ạ? Thứ nhất là tên tuổi, số chứng minh nhân dân, số tài khoản người đó đưa lên để bán hàng hoặc là dùng live stream để thu lại từ cái nguồn quảng cáo của các cái sản phẩm đó. Thì nếu như họ cung cấp đầy đủ các cái thông tin đó ở một cái tài khoản và với cái avatar này, cái đại diện hình ảnh này, tất cả những cái thông tin như thế thì và đồng thời là đăng ký những cái nguồn gốc từ, nếu như là các cái hàng hóa mà xuất nhập cảnh đúng không ạ, xuất nhập khẩu vào thì nó qua các cửa hải quan như thế nào, nên chúng ta vẫn nói là về cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó và thì nó sẽ ra đến giá cả và cái chất lượng thực như thế nào. Thì tôi nghĩ là một khi mà mình đã quản lý được những cái phần đó và cái đầu ra đầu vào của cái dòng tiền qua ngân hàng, số tài khoản như thế này anh chỉ được nhập qua những cái cổng thanh toán NAPAT hay là Momo hay là ví điện tử nào đó, nó phải ấn định, ta phải đăng ký rõ ràng. Thì tôi nghĩ cái tính định danh và cái hình thức như thế và các cái sản phẩm người ta bán ra đầu vào có cái, có thể là bây giờ hiện tại thì tôi nghĩ là nó có cả hóa đơn điện tử. Vâng, chúng ta thấy là sau câu chuyện vừa rồi mới đem ra bàn bạc một chút thôi mà rõ ràng là trên cái thị trường không gian ảo như thế này nó tạo ra rất nhiều những cái hệ lụy, những vấn đề. Mà có thể kể thêm nữa là trong thời gian vừa qua, trong cái việc buôn bán hàng để có thể buôn may bán đắt và để có thể tạo thêm uy tín thì quý vị cũng có thể thấy là có rất là nhiều người họ đã tận dụng những hình ảnh, những uy tín của những khách mời mà chúng ta có thể gọi như là những nghệ sĩ có tên tuổi. Và tất nhiên những nghệ sĩ đó thì chỉ làm để vì tiền thôi, cho nên là đôi khi những cái sản phẩm, những loại hàng hóa đó kém chất lượng, thậm chí là cả những nghệ sĩ đó trong cái họ, chính họ là người buôn bán, họ cũng có những ứng xử nó kém văn minh và nó cũng để lại rất là nhiều những cái hệ lụy, thậm chí là còn tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật và lừa dối người tiêu dùng. Đối với câu chuyện này thì tôi xin được phép hỏi ý kiến đầu tiên của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà. Như vừa rồi thì bạn cũng vừa mới nói đó là một trong những cái chiêu trò của những cái người bán hàng đó là lợi dụng tên tuổi của những người nổi tiếng. Có thể những người nổi tiếng đó có thể là một diễn viên điện ảnh, có thể là một cái người của công chúng, hoặc là có thể một, kể cả một nhà, một bác sĩ hay là một cái người nào đó có cái uy tín xã hội. Nhà tôi đều ba có đời làm bác sĩ đấy, đúng không ạ? Cũng có thể trở thành cái nạn nhân của những cái người kinh doanh như thế này. Tức là họ rất là biết cách lợi dụng cái tên tuổi, uy tín cũng như là cái sự tin cậy về mặt chuyên môn của một cái người nổi tiếng đó để mà đánh đến cái niềm tin của cái người tiêu dùng đó. Và nhưng mà cái điều nguy hiểm đó là gì? Đó là cái nguy hiểm đó là cái sản phẩm họ cung cấp cho cái người tiêu dùng ấy thì lại không phải giống như là cái lời quảng cáo. Rất nhiều nghệ sĩ lớn họ cũng đã nói rằng là họ chỉ đúng là đóng vai của cái người quảng cáo thôi chứ họ không sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng khi mà quay trên truyền hình chúng ta đều biết đấy là quảng cáo, nhưng mà trên live stream hay là trên nền tảng Facebook thì chúng ta lại nhầm tưởng rằng đấy là người thật và việc thật. Và rất nhiều ông bà già, rất là nhiều những người lớn tuổi đã mua phải những loại thuốc không đúng chất lượng để mà về sử dụng mà tốn đến hàng triệu đồng. Cái điều này chúng ta muốn nói rằng là cái hệ lụy của cái việc mà buôn bán hàng ở trên mạng mà không trung thực ấy thì nó không chỉ ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như tiền bạc của người tiêu dùng mà nó còn gây ra những cái vấn đề liên quan đến lớn hơn nữa, đó là nó làm thay đổi hay nó làm xáo trộn đi cái nền sản xuất chúng ta. Rất nhiều các thương hiệu ở trong nước chúng ta không thể cạnh tranh được bởi những hàng nhái, hàng giả và bán tràn lan trên mạng. Dạ vâng, đó là góc nhìn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Hà. Không biết là với những chia sẻ vừa rồi thì Thạc sĩ Hoàng Thị Anh Thư có muốn đối chất một chút gì không ạ? Tôi thì tôi cũng có đồng quan điểm với anh Hà. Thế nhưng mà ngoài ra thì tôi cũng thấy là
nó còn có một cái khía cạnh như là lúc nãy chị có nói là ba đời nhà tôi làm bác sĩ. Yeah. Thực ra là ngoài cái việc người ta sử dụng những cái hình ảnh nghệ sĩ chính danh, người ta còn tạo dựng nên những cái người này người kia là bác sĩ. Nhưng thực ra là những cái người đấy là như kiểu là nhập vai và đóng vai. Và những sử dụng những cái hình ảnh đấy nhưng thực ra những người đó không phải là bác sĩ. Nhưng người ta vẫn quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội là ba đời nhà tôi làm nghề lương y, làm nghề bác sĩ. Hoặc nó còn tinh vi hơn một số hình ảnh mà chúng tôi cũng đã phải công bố trên trang tin giả, là họ sử dụng những cái bản tin của VTV1 hoặc kể cả cái trường hợp là truyền hình quân đội, và đưa hình ảnh những cái phát thanh viên đọc một cái bản tin khác, như họ dùng dưới dạng deepfake. Nó không phải là fake news nữa, là deepfake. Nghĩa là mình cứ nói nhưng mà ta ghép hình một lời nói của một người khác vào, và đôi khi họ sử dụng đến cả trí tuệ nhân tạo là tạo ra một cái giọng nói gần tương tự như của chị chẳng hạn, và quảng cáo cho cái sản phẩm đấy. Hình ảnh thì rõ ràng là chị đang dẫn chương trình thời sự, nhưng mà mình biết rồi, người ta có thể chương trình thời sự của các đài là không có quảng cáo đấy. Đây là những cái phát thanh viên đang ngồi đọc các bản tin chính trị thời sự hoặc là những cái thông tin về tình hình kinh tế xã hội hoặc một cái gì đó trên đài, và đằng sau có chữ của các đài VTV1, VTC hay là truyền hình Nhân dân, và đồng thời khi người lớn tuổi như anh Hà nói, họ sẽ tin đấy là những cái lời quảng cáo thật, tại vì đây rõ ràng là biên tập viên mà tôi mua đấy là do đài truyền hình nhà nước nhấn mạnh. Tại sao đài truyền hình nhà nước quảng cáo đấy thì lại là một cái cách mà không chỉ là các cái nghệ sĩ mượn danh các nghệ sĩ, và các nghệ sĩ họ đang trước khi mà bị phạt một số trường hợp thì họ tham gia cái việc mà giới thiệu sản phẩm như họ nghĩ đơn giản, như họ đi đóng phim, họ nhập vai và giới thiệu với cái sản phẩm đấy, nhưng họ không biết một cái hệ lụy là vô tình họ đã tiếp tay cho cái việc mà cái sản phẩm đấy, như anh Hà nói là họ không dùng đâu. Đúng không? Họ không dùng nhưng họ được trả tiền các xe này, họ được mượn cái hình ảnh. Chúng ta cũng có thể thấy một câu chuyện, đó là livestream ở trên một nền tảng ảo nhưng mà lại để lại những kết quả có thật, và điều đáng nguy hại hơn nó để lại những cái hệ lụy có thật. Chính vì thế mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất là các mạng xã hội xuyên biên giới phải có một bộ phận để chuyên trách tiếp nhận những khiếu nại ở tại Việt Nam, và đặc biệt là chỉ cấp phép livestream hoặc là bật kênh kiếm tiền cho các kênh mà có từ 10.000 người theo dõi, đăng ký với bộ. Và đây là động thái mới nhất về quản lý hoạt động livestream kiếm tiền trên các kênh online như là YouTube hay là Facebook sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra trong dự thảo nghị định sửa đổi và bổ sung nghị định 72 của Chính phủ vào năm 2013 về quản lý và cung cấp sử dụng Internet. Vậy thì nghị định này sẽ có những nội dung đáng chú ý như thế nào, và vì sao mà được kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ hữu hiệu giúp cho các cơ quan quản lý có thể chấn chỉnh được những cái tình trạng bát nháo trong việc dùng mạng xã hội để có thể kiếm tiền? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây. Trước sự nở rộ của hình thức kiếm tiền qua livestream trên mạng xã hội, dự thảo nghị thảo nghị định sửa đổi bổ sung nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã ra đời. Theo đó, dự thảo yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. Các trang web, ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung có từ 100.000 lượng người truy cập hàng tháng phải thực hiện các nghĩa vụ như thông báo, xác nhận hoạt động đối với Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý thông tin vi phạm theo quy trình. Với mạng xã hội xuyên biên giới, phải có bộ phận chuyên trách tiếp nhận, giải quyết khiếu nại từ người sử dụng, tạm khóa hoặc xóa các nội dung trong vòng 24 giờ bị khiếu nại chính đáng. Bên cạnh đó, các mạng xã hội xuyên biên giới phải yêu cầu các kênh, tài khoản tại Việt Nam có lượng người sử dụng theo dõi, đăng ký từ 10.000 người trở lên, thực hiện thông báo thông tin liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông. Chỉ cho phép các kênh, tài khoản đã thông báo với Bộ Thông tin và Truyền thông mới được cung cấp dịch vụ livestream và các dịch vụ có phát sinh doanh thu. Việc siết chặt hoạt động livestream này đã nhận về nhiều ý kiến đồng tình để thiết lập lại một kênh bán hàng uy tín, tin cậy cho người dân và cả người bán qua livestream. Dự thảo siết chặt về livestream này tôi thấy cũng là rất cần thiết. Nó sẽ là một cái động lực để cho những người làm ăn chân chính như chúng tôi sẽ được bảo vệ quyền lợi. Khi mà dự thảo được siết chặt hơn thì tôi mong muốn là người tiêu dùng mua hàng được đúng chất lượng. Rất là đẹp này các
Livestream là xu thế của thời đại 4.0. Tuy nhiên, cần có một chế tài cũng như cách quản lý phù hợp để nó thực sự trở thành một kênh bán hàng minh bạch, hiệu quả. Thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã thực sự thành công với mô hình quản lý livestream, biến hình thức này trở thành huyết mạch của ngành bán lẻ. Và Trung Quốc là một quốc gia điển hình. Theo một báo cáo, livestream bán hàng là ứng dụng Internet phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc trong năm nay. Các số liệu thống kê cho thấy, dịch vụ livestream của Trung Quốc dự kiến đạt khoảng hơn 145 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, chiếm 10% tổng doanh thu từ thương mại điện tử tại quốc gia này. Không chỉ ngành bán lẻ, livestream còn được ứng dụng trong mọi lĩnh vực như giáo dục, giải trí và du lịch, y khoa, từ livestream tư vấn tuyển sinh, giảng dạy và học tập trực tuyến, tổ chức các buổi tọa đàm, khám chữa bệnh từ xa đến livestream các tour du lịch. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích người dân livestream bán hàng. Vào tháng 2, Bộ Thương mại Trung Quốc khuyến khích các nền tảng thương mại điện tử giúp nông dân bán sản phẩm trực tuyến, chủ yếu qua livestream. Đến tháng 5, Bộ Nguồn Nhân lực và An sinh Xã hội đã bổ sung livestream vào danh sách những nghề được công nhận tại nước này. Song song với việc khuyến khích phát triển livestream, chính phủ Trung Quốc đang siết chặt quản lý nhằm ngăn chặn, khắc phục mặt trái của hoạt động này. Dự thảo về quy tắc ngăn chặn hành vi độc quyền của các nền tảng Internet vừa được công bố. Theo đó, người livestream phải cung cấp thẻ căn cước và mã tín dụng xã hội cho các nền tảng Internet mà họ sử dụng. Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc cho biết, các nội dung cổ súy cho thói quen xấu hoặc giả mạo lượt xem sẽ bị cấm. Các nền tảng thương mại điện tử sẽ phải thiết lập danh sách đánh giá của những người livestream bán hàng và đưa vào danh sách đen bất kỳ hành vi vi phạm nào. Vâng, vừa rồi thì chúng ta vừa được theo dõi một đoạn phóng sự để có thể cho thấy là sự vào cuộc cũng quyết liệt của Bộ Thông tin và Truyền thông để giúp chúng ta có thể phần nào siết chặt hơn hoạt động livestream ở trên các nền tảng xã hội. Và đây là một trong những xu hướng sống mà chúng ta không thể từ chối được, đúng không ạ? Trong cuộc sống mà chúng ta đang dùng một cái từ rất quen thuộc, đó là chuyển đổi sang cuộc sống 4.0. Và với cuộc sống này thì tôi thấy là cái hành lang pháp lý như thế này thực sự là một trong những cái biện pháp mạnh tay để giúp chúng ta có thể chấn chỉnh được tình trạng như là tin giả hay những tin sai sự thật hay cũng như những cái chiêu trò lừa đảo mà chúng ta đã vừa đề cập. Và đối với một người làm trong lĩnh vực giáo dục thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà thấy như thế nào về những khung pháp lý này ạ? Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là chúng ta phải siết bằng cái khung pháp lý thôi. Bởi vì bất kỳ hành vi nào con người chúng ta đều được điều chỉnh bởi những yếu tố pháp lý, bởi vì đó chính là cách bảo vệ con người chúng ta mà. Yeah. Nhiều khi chúng ta tưởng rằng là chúng ta bị cấm việc này hay chúng ta không được làm việc kia thì chúng ta mất đi tự do. Không phải đâu, đó chính là cách mà pháp luật hay nhà nước bảo vệ con người chúng ta. Và tôi hoàn toàn mong muốn rằng là mỗi một cá nhân chúng ta được định danh trong cái cuộc sống như này bằng số chứng minh thư, bằng những cái đặc điểm nhân thân, đó là cách chúng ta được bảo vệ. Và trên không gian mạng chúng ta cũng phải là như vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông Hà này lên trên mạng, ông đăng ký một tài khoản Facebook thì ông phải là ông. Có nghĩa là ai cũng có một cái tích xanh, chứ không phải chỉ những người nổi tiếng được tích xanh, mà giống như tôi chẳng hạn, một người bình thường cũng có tích xanh để gì? Để khi mà tôi phát ngôn hay để khi mà tôi làm việc gì đó là tôi phải chấn chỉnh lại hành vi của tôi. Bởi vì tôi không thể nào làm sai, làm dấu, bởi vì một cái sự nguy hiểm nhất mà chúng ta vẫn thấy như này này là chúng ta có thể phân thân rất nhiều con người, rất nhiều ông Hà khác nhau ở trên mạng. Có thể ông Hà A, ông Hà B, ông Hà Phẩy. Bởi vì là tôi có thể lập rất nhiều những cái tài khoản Facebook, cá nhân Facebook của tôi, hoặc là tôi có thể lấy trộm hình ảnh của chị để mà có thể tạo ra một cái tài khoản riêng của mình. Và như vậy nó tạo ra một cái sự rất là bát nháo ở trên cái không gian mạng như thế. Như vừa rồi chúng ta cũng đã phân tích rất là nhiều rồi, thì cái việc mà chúng ta không có những cái sự kiểm soát chặt chẽ về mặt pháp lý thì nó sẽ làm cho cái xã hội thực sự nó sẽ bị rối loạn. Cái xã hội ở đây tôi nói xã hội ảo ạ, nó sẽ bị rối loạn. Và như vậy thì cái hại đó chính là người sử dụng nó. Một cái hại tiếp theo đó chính là cái thế hệ tiếp theo chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề về mặt văn hóa, về mặt giá trị cũng như là những yếu tố về mặt đạo đức sẽ bị tác động bởi những cái yếu tố chúng ta gọi là rác ở trên cái không gian mạng như thế này. Tôi còn được biết là theo như những cái quy định mới ra đời này thì sẽ khiến cho các mạng xã hội xuyên biên giới chỉ cho phép là các kênh hay là các tài khoản mà đã thông báo với lại Bộ Thông tin và Truyền thông đó thì mới được cung cấp dịch vụ để phát trực tuyến hay còn gọi là dịch vụ livestream thôi. Và dịch vụ này sẽ có phát sinh doanh thu. Điều này có thể sẽ phát sinh những cái điều kiện khó khăn gì đối với những cái đơn vị hay là những cá nhân mà họ muốn kinh doanh hay cũng như là họ muốn kiếm lời dựa trên nền tảng ảo này ạ, thưa bà Hoàng Thị Anh Thư?
Như tôi cũng đã chia sẻ ở trên, thì tôi nghĩ là đối với những cái người mà ta làm một cách nó thông tin nó minh bạch thì họ rất muốn là có cái môi trường để họ được bảo vệ. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta cung cấp những cái thông tin chính thống và tạo ra những cái tốt đẹp cho xã hội thì họ không ngại ngần gì và họ cũng sẽ không có khó khăn gì mà bị cản trở khi mà phải đăng ký tính chính danh của mình. Đúng không ạ? Cũng giống như chúng ta đi ra đường thì chúng ta cầm cái căn cước công dân, chúng ta cầm hộ chiếu đi qua cửa khẩu xuất nhập cảnh, đi sang một nước nào đó để du lịch, đúng không ạ? Thì đây, thông tin của tôi đây. Và người ta có thể soi chiếu không chỉ ở Việt Nam, và người ta cũng soi chiếu trên cả cái hệ thống pháp luật của quốc tế, là những cái người này là những cái người mà có thân nhân tốt, chưa có một cái vi phạm gì. Thì chúng ta được kết nối không chỉ ở trong nước và nước ngoài. Thì cũng tương tự như vậy, tôi nghĩ là những cái người mà có ý định cống hiến cho xã hội và kiếm tiền một cách nó gọi là chính thống và minh bạch thì họ sẽ không ngại ngần gì để mà cung cấp cái thông tin thật của mình và đáp ứng theo những cái yêu cầu của quy định pháp luật. Chỉ có những cái người mà tôi nghĩ là họ đã có những cái ý nghĩ là họ sẽ hoạt động mà nó không đúng theo quy định của pháp luật, mà làm tung tin giả hay là cung cấp những cái sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, hoặc cụ thể là có khi không phải chỉ hàng hóa kém chất lượng mà là mua bán lừa đảo, thì mới khó khăn cho những cái đối tượng đó. Tôi nghĩ là kể cả cái nền tảng xuyên biên giới lẫn cả nền tảng trong nước. Vậy tôi xin được hỏi bà Hoàng Thị Anh Thư, đó là theo như bà thì bà có một cái con số nào về tổng số tài khoản đã bị phạt do vi phạm quy định siết chặt hoạt động livestream kiếm tiền ở trên mạng xã hội tính cho tới thời điểm này không ạ? Tôi có thể cung cấp được một con số mà nó trong cái thời gian ngắn gần đây thì nó độ khoảng gần 10 cái tài khoản mà livestream mà đã bị phạt từ các cái sở thông tin truyền thông cho đến cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Và cũng có một số những cái tài khoản livestream mà bị phạt đến tận 2 lần như của sở Bắc Giang. Nhưng mà đến lần sau lấy lần thứ 2 thì tôi thấy mới có sự thay đổi. Và hiện tại thì còn một số tài khoản livestream khác thì vẫn cứ muốn tìm cách lách luật, mặc dù là đã đến để nộp phạt và cũng đã có cam kết. Tuy nhiên là tôi nghĩ là vẫn có những cái vi phạm, và hiện tại thì chúng tôi cũng đã đang theo dõi những cái tài khoản này. Và trong thời gian tới thì chắc là những cái tài khoản mà đã bị phạt một lần rồi thì chắc là trong thời gian tới là chúng tôi lại tiếp tục mời để làm việc theo đúng cái quy định của pháp luật. Để cho nó cũng đảm bảo sự công bằng cho những cái người khác, và cũng tuyên truyền cho mọi người thấy là những cái lỗi như thế là mọi người đã đến nộp phạt rồi, đã cam kết rồi nhưng vẫn mắc phải. Đấy, thì tôi nghĩ là làm thế nào mà để cho, thứ nhất là về pháp luật cũng phải về công bằng, và cái hoạt động livestream cũng để cho những cái người khác và những cái tài khoản mà chưa bị phạt thì cũng phải soi vào thấy. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Thị Anh Thư và cũng như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà vì đã có những cái góc nhìn, những ý kiến để giúp cho bản thân tôi cũng như quý vị khán giả thông qua chương trình ngày hôm nay có thể hiểu rõ hơn trách nhiệm cũng như vai trò của mỗi công dân Việt Nam trong việc mà họ muốn sử dụng nền tảng mạng xã hội để họ kiếm thêm thu nhập, hoặc cũng như là livestream để giải trí thôi, thì chúng ta cần phải làm sao để có thể đúng với lại quy định của pháp luật. Một lần nữa xin cảm ơn hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, dư luận đang kỳ vọng là những quy định mới nhằm để có thể quản lý chặt nội dung livestream bán hàng ở trên mạng xã hội là cần thiết để có thể thanh lọc thị trường, củng cố niềm tin của người tiêu dùng vào thị trường bán hàng online. Bên cạnh đó cũng có thể tạo điều kiện để thương mại điện tử phát triển. Đồng thời thì cũng ngăn chặn được nhiều cá nhân tổ chức lợi dụng mạng xã hội để hoạt động báo chí, tổ chức phát trực tuyến để cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín nhân phẩm tổ chức cá nhân khác và thông tin dịch vụ vi phạm pháp luật. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình tọa đàm của kênh VTC9. Còn bây giờ xin được phép nói lời chào tạm biệt.